Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 tại Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra lễ hội các dân tộc thiểu số mang tên Praha, trái tim của các dân tộc. Đây là hoạt động thường niên do tiểu ban các dân tộc thiểu số của tòa thị chính Praha phối hợp với các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Séc tổ chức. Tham gia lễ hội năm nay có 30 đoàn đại diện cho hơn 20 cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Các đoàn tham dự đều cố gắng thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc mình qua các làn điệu dân ca, âm nhạc và đặc biệt qua các trang phục truyền thống. Đội múa sư tử Việt Nam được chọn dẫn đầu đoàn diễn đa sắc tộc như một biểu tượng của sự hòa hợp giữa các nền văn hóa. Đoàn Việt Nam gồm gần 100 thành viên nổi bật với tà áo dài truyền thống. Các điệu múa quạt, múa nón trên nền nhạc truyền thống đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Mặc dù mới được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Cộng hòa Séc vào tháng 7 năm 2013, nhưng cộng đồng Việt Nam đã 7 lần tham gia lễ hội các dân tộc thiểu số tại Praha. Đoàn Việt Nam được ban tổ chức đánh giá cao về sự nhiệt tình, cũng như cách thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo và sáng tạo.